Hello tất cả anh em, đây là món quà đến từ WeK và đây là đôi giày mà anh em cũng biết đó là thương hiệu của Công Phượng. Wow. Và ngày hôm nay thì mình cũng muốn test thử đôi giày này và cũng giới thiệu anh em một trong những sân bóng có thể nói là lâu đời hàng đầu tại thủ đô Hà Nội hiện tại. Ở đây thì nhìn khung cảnh này thì chắc là anh em cũng biết là sân nào rồi. Và ngày hôm nay thì tôi biết cũng có một trận đấu ở đây nên hãy cùng mở quà với tôi và cùng với đó thì anh em chúng ta sẽ trải nghiệm sân bóng này nhá. Ai nghĩ xem là WeK gửi cho mình những cái gì? Đây là bộ quần áo luôn anh em, WeK là làm cả quần áo Công Phượng luôn. CP10. Đó là tất luôn. Tất WeK. Giày WeK này. Bây giờ mình sẽ thử phát cho nó có cái thủ mặc quần áo trước em nhé. Ua. Cam xanh, logo của WeK, chất vải thì khá là lạ, chất vải này. Nghĩ là màu này thì tương đối nổi, còn chất vải ở đây anh em nhé, có màu xanh này, màu cam này, rồi những đường may, mình sẽ thử mặc lên xem như nào. Nhưng mình nghĩ là về thiết kế thì tương đối nổi bật, chất liệu của vải cũng khá là lạ. Nó bên trong thì trắng đây, chất liệu vải thì cầm vào nó có một cái cảm giác nó hơi gai gai một chút anh em nhé. Quần rồi mình sẽ chắc là mình sẽ thay đồ ra trước một chút xíu rồi mình sẽ thử giày cho anh em nữa nhé. Đây là tất luôn, tất WeK luôn, chống trơn. Cảm ơn WeK đã rất chu đáo khi mà tặng mình cái sản phẩm này. Mình sẽ thử luôn quần áo em nhé. Tất tiếp xong xuôi anh em nhé. Tất để chống trơn thì khá là ok. Mình sẽ thử giày em nhé. Đây. Xanh luôn nhé. Đây, đôi giày của Công Phượng em có thể xem. Ta sẽ xem nào. Có hai chiếc trên hộp em nhé. Hộp thì ở đây em có thể nhìn thấy Công Phượng, áo khá giống đúng không, áo Công Phượng này. Đôi giày như một người bạn trung thành giúp tôi tự tin chiến đấu cho sân cỏ, đó là chữ ký Công Phượng. Mình thì đi size 42 ở đây. Giá luôn anh em nhé, giá là 469.000. Đây sản phẩm WeK CP10, chất liệu nó là microfiber EVA cao su. Mới ra hot luôn. Đây là tên của đơn vị sản xuất, là công ty trợ bạn thương mại thể thao, sản xuất thể thao Hoàng Phong. Đấy. Rồi mình sẽ thử xem nào. Nhiều giấy đấy nhở. Đây. Trên này thì đầu tiên là cũng sẽ có mã QR anh em nhé. Mã QR này, mã QR giá này, giá 469.000 này. Rồi có cả về bảo hành như thế nữa. Ở đây anh em là có thể bảo hành này. Mình sẽ cất cái gì? Mình sẽ đánh giá một chút. Đầu tiên là về cân nặng. Mình nghĩ là đây là một đôi giày khá là nhẹ. Mình cầm và mình cảm giác khá là nhẹ. Và trên thân đôi giày này thì sẽ có hai màu sắc cơ bản khác nhau. Một trên là màu xanh. Ở trên giày này thì nó có một số cái đường gân anh em nhé. Đây này. Ở phần mũi này. Mũi này, một số đường lượn sóng ở đây. Đây là các cái đường vân sọc thẳng này. Đó. Đây là các đường gân. Và cùng với đó thì nó có những cái họa tiết như nào nhỉ? Nó giống như kiểu những cái nó đa giác, nó ghép ghép lại với nhau. Đó. Một đôi giày cổ chun. Cổ liền luôn em nhé. Đây. Ở trên này có WeK này. Chỗ này phần này có thể co giãn được. Đó. Toàn bộ phần đế thì sẽ được khâu hết anh em nhé. Đế khâu hết, cái này thì đảm bảo độ bền này. Rồi, phần đế. Đế này thì mình nghĩ là cũng đã từng xuất hiện ở trong một số cái sản phẩm của WeK rồi. Và cũng nhiều sản phẩm giày khác nữa thì mình nghĩ đây là một cái dạng đế khá bám sân và độ bền là một trong những cái dạng đế mình đánh giá là rất là bền. Không biết là tí nữa thì mình đá trên mặt sân cỏ, mặt sân đất đệm là như nào, nhưng mà mình nghĩ là với mặt sân cỏ thì nó tương đối là bền và nó cũng khá là bám sân. Và giày cũng khá mềm anh em ấy. Đây, về độ mềm của giày thì anh em có thể cùng kiểm chứng. Khá là mềm.
dây thì lộn nhé. Phần cổ chun cũng được bo khá là kín. Và phần phía sau gót giày này cũng như vậy. Mình xem phần bên trong. Ở đây anh em chúng ta cùng soi phần bên trong chút. À, phần đế. Phần lót giày. Lót giày thì được làm dạng tổ ong như này. Và nó có cái độ xốp anh em nhé. Khá là êm ở đây. Đó. Cái đế này thì anh em cũng đã mình nghĩ là cũng anh nhiều anh em trải nghiệm rồi, và mình nghĩ đây cũng là một cái dạng đế khá là ok ở đây. Nó giúp cho chúng ta giảm chấn những cái phần gót này. Mình bình thường đi giày thể thao size 42, các giày khác đi 42 thì đôi này mình cũng lấy một đôi 42. Mình sẽ đi thử một chút này. Thực ra với nhiều anh em thì đi cái dòng giày cổ chun ấy, nó sẽ có một cái vấn đề, đó là anh em cảm giác đi nó sẽ hơi khó đi một chút. Thì đấy, anh em cảm thấy là mình đi vào phát thì ăn ngay. Đi thì đấy, anh em nhìn là với cái chân của mình thì mình không không phải là dạng chân bị dày cái mu này, thì khi đó nó sẽ hơi có cái hiện tượng là bị gọi là nhăn ở cái phần trên này đó. Đôi này cũng thế, bên chân phải mình ra đây. Upper này mình mới đi mình đánh giá khá cao, mỏng và mềm, nhưng không biết là lúc mà chạy thì sẽ như nào. Và mỗi anh em thì sẽ có một cái cảm nhận khác nhau về mặt thiết kế rồi màu sắc. Theo mình biết là đôi giày này cũng còn có rất nhiều màu sắc khác. Anh em cũng sẽ thử, mình sẽ để cả hình ảnh lên để cho anh em xem. Nhưng mình nghĩ rằng trước tiên là về cảm nhận đầu tiên đã, một cảm nhận nhanh đó là đi vào cảm giác êm nhẹ. Và đế này thì chắc là bám sân rồi. Còn không biết là trải nghiệm về đá trên sân mọi thứ nào thì tí nữa mình sẽ thử đá, sau đó thì mình sẽ trải nghiệm lại cho anh em nhé. Với sản phẩm Vika Công Phượng này thì về thiết kế rồi màu sắc thì mỗi người anh em có một cái đánh giá riêng. Với cơ cơ may thì nói một cách công bằng thì cơ may chưa thực sự ấn tượng một cách gọi là tuyệt vời với cái thiết kế này. Có lẽ là hơi tham một chút, thì cơ may vẫn mong muốn có một cái thiết kế gì đó nó có ấn tượng hơn nữa về sản phẩm này với công Phượng. Tuy nhiên là có lẽ do nhiều yếu tố, đặc biệt là thời gian dịch bệnh như này, thì với việc có một sản phẩm mang hiệu Công Phượng ra đời mình cũng là một cái điều tuyệt vời dành cho anh em có thể trải nghiệm. Một đôi giày mình đi vào đó là nhẹ, mỏng, êm, cảm giác chân tốt. Và trong cái tầm giá 460 thì đó, mình nghĩ là một sự lựa chọn phù hợp. Có lẽ với khoảng dưới 500 nghìn bỏ ra một mua đôi giày bám sân, êm, nhẹ, mềm. Và đặc biệt là mình nghĩ là với cái thiết kế khâu toàn bộ xung quanh này thì nó cũng sẽ khá là bền nữa. Thì nghĩ là anh em hoặc là có thể đầu tư và sau đó thì có thể đưa ra cái phản hồi về trải nghiệm cùng mình. Mình cũng sẽ đi thêm một vài lần nữa để có thêm cái đánh giá cụ thể hơn. Nhưng mà có lẽ cái đôi này thì với anh em nào mà chân mỏng và bè thì đi vẫn ổn. Tuy nhiên là nó giống như mình nói, nó có cái phần chỗ buộc, cái phần lưỡi gà liền này, cái phần buộc này, anh em nhìn
nó sẽ hơi bị nhăn nhăn một chút, thì nó thẩm mỹ thôi. Thẩm mỹ thì với anh em có thể là không được gọi là chưa được đẹp một cách tuyệt vời lắm, nhưng mình nghĩ là với anh em nào nó sẽ phù hợp với cả những anh em đi chân bè này, mu cao thì sẽ đều đi tốt đôi giày này. Và mình nghĩ là với cái chân của người Việt Nam mình thì nó có nhiều form chân, thì chúng ta hoàn toàn có thể đều có cơ hội để có thể trải nghiệm tốt cái đôi giày Mika Công Phượng này. Còn bây giờ thì xin phép được gặp lại anh em trong một cái chương trình review sau. Mệt lắm rồi. Bây giờ anh em sẽ tập trung đi làm vài cốc bia và top mỡ trừ khúc nữa. Sẽ có dịp mình mời anh em một cách trọn vẹn cái hương vị này. Top bóng đá bóng tại sân bóng đất nện của trừ khúc. Uống bia hơi tại đây và cùng với đó là top mỡ trong sàn trừ khúc. Ôi, bàn thắng rồi. Rồi, bây giờ thì xin phép được chào tất cả anh em, chúng ta còn gặp lại nhau trong những video sắp tới. Anh em nhớ giữ gìn sức khỏe, đảm bảo 3-5K. Và cùng đó thì hãy thường xuyên rèn luyện sức khỏe để chúng ta sẽ luôn luôn gặp nhau trên sân bóng cũng như trong video tuyệt vời như này. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.